Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài 1, bài 2 và bài 3 của cái đề tuyển sinh chuyên của vào một cái trường nào đó, và nó có 5 bài và thời gian làm bài là 120 phút, cũng rất là khó đúng không em? Ok, như vậy thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cố gắng ở hai bài, chính là bài 4 và bài 5. Được nào? Hy vọng là như thế, chứ thầy cũng không biết là cái bài 4 giải nó có dài hay không nữa. Nếu mà nó tầm khoảng 30 phút thì bắt buộc phải làm clip ở bài số 5, là ở clip vào ngày mai. Các em hiểu không nào? Cứ giải tới đâu thì hay tới đó nhé, nhưng chắc chắn thầy giải hết cho các em. Rồi, chúng ta có bài 4. Trước khi giải, chúng ta tóm tắt cái đề bài trước nha các em nha. Hỗn hợp Y gồm hai kim loại A, nghĩa là kim loại A và kim loại B đấy. Kim loại A có hóa trị 2, kim loại B có hóa trị 3. Như vậy thì cái hỗn hợp Y này thầy tóm tắt dưới dạng sơ đồ nha. Hỗn hợp A này, cái kim loại A là hóa trị 2, thầy cứ hiểu thế. Kim loại B có hóa trị 3. Tiếp tục, cho 6,3 gam Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H2S4 loãng. Nghĩa là ở đây người ta lấy 6,3 gram nha các em nha. Thu được dung dịch Z. Như vậy ở đây người ta tác dụng với H2S4 loãng. Chắc chắn người ta thu được ở đây là dung dịch Z, ở đây đó chính là hai cái muối. Hai cái muối sunfat. Đúng không? Nếu mà ở đây A đây hóa trị 2 á thì nó có dạng là ASO4. Còn B hóa trị 3 thì nó sẽ là B2SO4 tất cả 3 lần. Cái này chắc có lẽ các em biết ở viết đúng không nào? Và đồng thời nó tạo ra là 6,72 lít khí hydro. Tiếp tục, nếu lấy 1,26 gam Y, ở đây ở trên phương trình này là các em lưu ý giùm thầy là nó lấy là 6,3 nha. Còn bây giờ ở một cái phương trình khác thì nó lại lấy cũng là Y đây. Cũng A đây là hóa trị 2, B là hóa trị 3. Nhưng mà ở đây á, các em lưu ý là nó lấy chỉ 1,26 thôi gam nè. Tác dụng hết với dung dịch HNO3. Đó, HNO3. Thì ở đây người ta lại thu được dung dịch T. Thì dung dịch T ở đây chắc chắn đó chính là gì? Hai cái muối nitrat nữa nè. Muối này đó chính là ANO3 tất cả 2 lần, và B này chính là NO3 tất cả 3 lần. Đó nào, nhìn ở đây, và V lít khí NO duy nhất NO, chắc chắn ở đây phương trình này chỉ là còn có nước nữa. Như vậy ở đây là V lít, người ta không yêu cầu là cho số liệu đây là bao nhiêu lít, mà người ta cho là V lít. Câu 1, người ta yêu cầu tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Z. Nghĩa là như vậy chứng tỏ người ta yêu cầu các em là tính giùm thầy khối lượng của Z, nghĩa là khối lượng của AS4 với là B2S4. Thì đối với tính này theo thầy nghĩ là tại vì ở đây người ta đã cho cái số mol của hydro rồi, chúng ta sẽ tính được cái gì? Chúng ta sẽ tính được số mol của hydro này, khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng hydro. Mặt khác, chúng ta tính được số mol hydro thì chúng ta sẽ suy ra được số mol của H2S4, thì chúng ta cũng tính được khối lượng của H2S4. Hả nào? Từ đó chúng ta áp dụng định lực bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ tính ra được cái khối lượng của Z, nghĩa là dưới dạng hỗn hợp, chứ không phải tách riêng là chúng ta phải tính được khối lượng của A sunfat này bằng bao nhiêu, hoặc là khối lượng của B2S4 này bao nhiêu để chúng ta cộng lại. Không phải, không được. Nghĩa là trên cái đề toán này chúng ta không thực hiện được cái đó, mà các em tính dưới dạng hỗn hợp thôi. Tại vì ở đây người ta yêu cầu là tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Z. Như vậy thì ở đây nhớ cái câu này, chúng ta ngay vào cái lúc đề bài thì chắc chắn chúng ta phải hình dung ra được cái hướng làm, tí nữa chúng ta đặt bút vào làm thì cái bài toán nó trở nên rất là nhanh nha. Ok, như vậy thì cái này là tính định lực bảo toàn khối lượng là tính được rồi này. Tính V nghĩa là tính V ở đây, V của nghĩa là tính đi tính thể tích của NO các em. Đó nào, như vậy thì từ đây chúng ta suy ra được số mol của Y, sau đó chúng ta đem xuống số mol ở dưới đây. Nhưng các em nhớ ở trên đây người ta lấy là 6,3, mà ở đây người ta chỉ lấy 1,26. Khi đó chúng ta sẽ lập tỷ lệ, chúng ta tính cái số mol ra. Nghĩa là ở đây là 6,3 thì tương ứng với số mol ở đây là bao nhiêu. Còn ở đây
người ta lấy 1,26 thì tương ứng cái summon chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn cái summon 6,3 trên này đem xuống rồi. Sau đó các em suy ra summon của NO đây và chúng ta tính được V ở điều kiện tiêu chuẩn. Các em hiểu không nào? Đó, ý là câu 1 là như vậy. Còn câu 2 là xác định mỗi kim loại Y biết là NB là summon này em. NB thì là summon của B là bằng 2 lần summon của A. Nghĩa là summon của kim loại B thì gấp 2 lần summon kim loại A. Và đồng thời cái khối lượng mol của B thì nó gấp 1,125 lần khối lượng mol của A. Như vậy nếu chúng ta biết được của A, chúng ta thấy ở đây chúng ta tính được B. Tương tự ở đây cũng vậy. Nếu chúng ta gọi ở đây là X, summon của A là X thì B sẽ là 2X. Các em hiểu không? Đó. Giải giống như môn toán này em. Bạn nào mà thầy nói giỏi toán thì chắc chắn sẽ giỏi hóa. Nhưng ngược lại chưa chắc giỏi hóa đã giỏi toán nha. Cái đấy là thầy nghĩ, quan điểm của thầy là như vậy. Như vậy thì ở đây toán và hóa, tại vì toán được học trước em. Như vậy toán mà các em vững thì hóa nó cũng rất là vững. Nên thầy có khả năng dạy được cả toán và hóa là như vậy. Bài số 3, tính thể tích dung dịch NaOH 1,5 m. Nghĩa là đi tính V, V của NaOH 1,5 m để tác dụng với dung dịch T. Nghĩa là như vậy thì ở đây thầy tóm tắt ở đây luôn. Như vậy thì NaOH tác dụng dung dịch T, nghĩa là tác dụng với cái dung dịch này này, hai cái muối đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có là NaOH, cái này chưa giải nha, cộng dung dịch T nghĩa là AdNaOH. Thầy nói A đây là muối nitrat, hai muối nitrat ha, của hóa trị 2 và hóa trị 3 của hai kim loại A và B, để tạo ra lượng chất kết tủa ít nhất. Như vậy kết tủa ở đây chắc chắn là gì? Nó chính là AOH tất cả hai lần này kết tủa này với BOH tất cả ba lần kết tủa này, nghĩa là làm sao cái lượng này là ít nhất. Như vậy thì để mà có cái lượng kết tủa ít nhất thì cái gì theo em là gì nào? Thì cái lượng như nào? Rồi, tới đây để xem thử kim loại nào đã. Xem thử kim loại nào rồi chúng ta sẽ lập luận nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tính câu số 1. Câu số 1 là chúng ta đi tính cái khối lượng của Z bằng bao nhiêu này. V lại V, V ở đây và Z ở đây. Được chưa? Số liệu ở trên đề bài thầy đã tóm tắt xong hết rồi. Như vậy chúng ta giải này. Trước khi giải chúng ta sẽ viết thầy các phương trình này nha. Như vậy chúng ta có cái phương trình thứ nhất là A hết một cái sao này. A cộng đây là H2SO4 này. Chúng ta sẽ tạo ra là ASO4 tại vì hóa trị 2 ha. Như vậy phản ứng này đã tự cân bằng rồi. Chúng ta chưa làm thầy một hàng này để một tí chúng ta suy ra summon nha. B cộng H2SO4 nó tạo thành là B2SO4 tất cả 3 lần cộng cũng là hydro. Đó nào. Đây anh này 2 thì anh này 2. Cái góc sinh phát này 3 lần thì cái góc sinh phát này cũng là 3 lần và anh này cũng là 3. Đó nào. Tương tự như vậy thì bây giờ tiếp tục cái phương trình thứ hai đó chính là cũng là A với B cộng HNO3 tạo thành đây ha nè. Thầy để như vậy để em thấy. Cái này cũng chưa ra một hàng nha. Hóa mà để học giỏi hóa cũng không phải đơn giản đâu nha các em. Nó phải có cái cơ bản rồi thầy mới giải nâng cao như thế này được. Sao cái bút làm sao nhỉ? Chờ thằng chút nhé. Nên là phải có cơ bản trước mới nhảy lên nâng cao được các em ạ. Chứ cứ đừng đòi nâng cao. Nâng cao giải mà các em không hiểu gì hết thì sao? Góc NO3 đây hóa trị 1 nên đây sẽ là 2 cộng khí NO cộng với nước. Nè, bây giờ chúng ta tiến hành cân bằng phương trình này. Như vậy thì cái hệ số nha các em nhớ giùm thầy ở đây là 2 nha. 2 nha. Ở đây là 3. 3 3 2 6 2 8 chứng tỏ hydro đây là 8 này và anh đây là 4. Được chưa? Đó. Còn cái việc cân bằng phản ứng theo phương pháp đại số hoặc là theo một số phương pháp kia thì trong cái kênh của thầy về kênh thầy Quang Vlog về chia sẻ, thầy cũng đã chia sẻ hết trên đó, cũng như kênh của thầy cũng đã có trên đó, các em vào trên sách phát các em xem đó. B HNO3 đây là BNO3 quá sao nhỉ, sao cái bút
bút thay hết mực à? Đừng có nghĩ xấu sâu xa nha. Rồi, như vậy thì đố cái này chúng ta cân bằng như nào? Thì ở đây chúng ta sẽ đếm 3, 4, anh đây là 4 này, anh đây là 2, oxy 9, 10, 12, 4, 3, 12 đủ rồi. Được chưa nào? Đó. Rồi, bây giờ cái phương trình phản ứng của cái anh T này với NaOH một tí nữa qua câu số 3 chúng ta làm được chúng ta mới viết. Ở cái câu 1 chúng ta chủ yếu chỉ viết được 4 cái phương trình này thôi nha. Bây giờ thầy sẽ dựa vào 6,72 lít hydro đây. Thầy sẽ tính ra được số mol hydro. Có số mol hydro thầy suy ra được số mol của H24, sau đó thầy sẽ tính được khối lượng của hai đây. Tại vì đây khối lượng của Y. Hai kim loại này tổng đã có 6,3 rồi, sau đó thầy áp dụng định lực bảo toàn thì thầy tính ra được khối lượng của Z. Cái hướng làm là như vậy, các em hiểu chưa nào? Đó, thầy đẩy lên nhá. Như vậy thì bây giờ chúng ta có là gì? Cái số mol của hydro. Số mol của hydro. Thầy ký hiệu phương trình ở đây là 1 2 3 4 nha. Phương trình 1 2 3 4. Như vậy số mol hydro sẽ bằng 6,72 chia 2 2,4. Như vậy thì đây chỉ bằng 0,3 mol ha. Làm nhiều thì những số liệu này nó rất là quen thuộc của các em rồi. Ha. Như vậy ở đây chúng ta có theo cái phản ứng 1 và 2. Ta có. Như vậy thì ở đây chúng ta có theo cái phản ứng 1 2 này. Các em thấy nào? Cái tỷ lệ số mol của hydro phương trình 1 với H24 bằng nhau, cỡ cả phương trình 2, 3 với 3 cũng bằng nhau, thấy không? Như vậy thì ta có cái số mol của H2SO4 sẽ bằng là số mol hydro thì sẽ bằng 0,3 mol. Bây giờ thầy sẽ suy ra được khối lượng của hydro bằng 0,3 nhân cho 2 bằng khối lượng của H2SO4 sẽ bằng 0,3 nhân cho 98 đúng không nào? Đó, rồi bấm máy tính nào. 3 nhân 2 thì bằng 0,6. Biết như vậy nhưng mà không chắc, cứ bấm cho chắc em. 0,3 nhân cho 98 à. 29,4. Bây giờ chúng ta ghi là áp dụng định luật bảo toàn khối lượng trong phương trình phản ứng 1, 2 ha. 1 và 2 ta có khối lượng ở đây là của Y này cộng khối lượng đây là H2SO4 này sẽ bằng khối lượng của Z. Z đây là khối lượng của hai muối khang sunfat các em, cộng khối lượng của hydro, đúng chưa? Như vậy thì ở đây người ta suy ra khối lượng của Z nghĩa là muối đấy thì sẽ bằng là tổng hai khối lượng này trừ khối lượng hydro. Như vậy khối lượng của Y cộng khối lượng của H2SO4 ta trừ cho khối lượng của hydro ở đây, ta thế số vô. Như vậy khối lượng của Y là bằng 6,3 cộng khối lượng H2SO4 đó chính là 29,4, ta trừ cho 0,6, đúng chưa nào? Như vậy thì khối lượng của Z, rồi chúng ta bấm máy tính nha. Ở đây chúng ta cộng cho 6,3 trừ đây cho 0,6. Như vậy nó sẽ bằng 35,1. Được chưa nào? Ta kết luận đây vậy. Khối lượng của hai muối khang là 35,1 gram. Ok, các em nhìn một xíu nào. Bài này thầy nghĩ dễ, nếu mà thầy giảng mà các em hiểu rồi thì các em có khả năng tự làm được trong đó. Câu này nè, nhưng mà quan trọng ban đầu vào á là phải hình dung được cái phương pháp như vậy cái đã. Chứ mà để mà suy nghĩ nữa thì nó rất là lâu, phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính V nhá. Được nè, chúng ta tính V nha. Như vậy thì để mà tính V á
Để tính V của cái anh NO đây. Đó nè. Thì bây giờ thầy sẽ gọi cái số mol của A ở đây chính là X. Đó, cái số mol của B đây chính là Y. Có được chưa nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính theo hydro. Được chưa? Chúng ta sẽ tính theo hydro. Như vậy thì ở đây chúng ta có x, thì đây sẽ là x x mol. Nhớ là ở đây là trong trong cái này là trong 6,3 gam nha. Còn cái này y thì đây sẽ là gì? 3 phần 2 y. Chị gì nữa các em? Không có hiểu không? Đó. Rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ cái đây là ý thứ hai nha. Chúng ta gọi x là số mol của kim loại A, y là số mol của kim loại B. Được nào? Như vậy thì theo phương trình phản ứng theo quy tắc nhé, 1 và 2. Đó nào? Thì nhớ là ở đây là em nhớ là ở đây là trong 6,3, các em phải ghi rõ như vậy nha. Trong 6,3 gam x em y không hợp y. Được chưa nào? Như vậy thì theo phương trình phản ứng 1 2 thì chúng ta sẽ có là gì? Cái số mol theo số mol hydro là gì các em? Như vậy thì nó sẽ bằng là x x cộng cho 3 phần 2 y là sẽ bằng là bao nhiêu? Số mol hydro này em ta tính bao nhiêu? Đây đây, 0,3, nghĩa là chúng ta có x cộng 3 phần 2 y là bằng 0,3. Có đúng không? Nghĩa là chúng ta có x cộng 3 phần 2 y sẽ bằng 0,3. Bây giờ chúng ta tiến hành quy đồng lên, chúng ta lấy 2 nhân lên x nhân 2 0,3. Nhưng chúng ta có 2x cộng 3 y. 2 nhân 0,3 là bằng 0,6. Có đúng không em? 2x cộng 3 y là bằng 0,6. Đó, các em đã hiểu như thế này chưa nào? Ok. Chúng ta ký hiệu thầy đây là 5. Là phương trình 5 ạ. Như vậy thì ở đây chúng ta có theo phương trình phản ứng 3 và 4. 3 và 4 thì chúng ta cũng có này. Như vậy thì ở đây 3 và 4 ta đặt ở đây là x, ở đây là y, phải không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì các em? Có phải đây là theo bây giờ từ đây qua đây thì nó có phải là 2 phần 3 x ở đây chính là y không em? Từ đây qua đây, nếu mà ở đây x thì đây chính là 2 phần 3 x, tỷ lệ 2 3 này. Còn ở đây 1 1 thì đây là y. Như vậy thì số mol của NO, thì sẽ bằng 2 phần 3 x cộng y ha. Thì số mol của NO sẽ bằng 2 phần 3 x cộng y, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta tiến hành quy đồng, không em? Chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Như vậy thì chúng ta lấy 3 nhân ở đây, nghĩa là trở thành là 2x cộng 3y chia cho 3. Có đúng chưa? Thầy lấy tờ giấy khác nhé. Rồi đây nhé. Là mới ăn câu mà 18, 19 phút rồi. Đó. Như vậy thì ở đây các em có là chúng ta thay vào. Như vậy ở đây 2x cộng 3y là 0,6, thấy không nào? 0,6 không? Như vậy đây chúng ta có rồi. Như vậy thì chúng ta ký hiệu 6 đây. Ta thay thay 5 vào 6 ta được. Như vậy thì cái số mol của NO nó là 2x cộng 3y chia 3, mà 2x cộng 3y chúng ta là bằng 0,6 này. Ta thế chỗ đây. Như vậy trở thành là 0,6 chia cho 3. Ở đây chính chắn là bằng 0,2 mol. Các em hiểu nè. 0,2 mol ở đây là nó ứng với bao nhiêu nhỉ? Nó ứng với lại là 1,26 gam nha. Ứng với 1,26 gam. Ý.
đúng không em? Đó. Ồ đâu phải. Cái này ứng với 6,3 cho các em. Thầy nhầm. Cái này tại vì các em lấy số liệu đây trên này xuống là trên này 6,3, ứng với 6,3 đấy. Bây giờ là 1,26 này. Đây là ứng với 6,3 gam y nha. Thầy xin lỗi cho đây nha. Thầy đang mãi người nghĩ cái gì đó. Đó, bây giờ ứng với như vậy chúng ta suy ra cái số mol của NO đấy. Ứng với là 1,26 gam là cho em hình dung như thế này, đây đây thầy hướng dẫn này, thầy lấy tờ giấy khác này này, như vậy thì cứ 6,3 thì ứng ở đây là 0,2 mol, như vậy ở đây 1,26 thì ví dụ ứng với ít mol này thì chúng ta nhân ở đây, nhân chéo lên đây, nghĩa là chúng ta lấy 6,3 nhân cho x sẽ bằng 0,2 nhân cho 1,26, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 0,2 nhân 1,26 chia 6,3, đó thì chúng ta tính này nó sẽ ra được là bao nhiêu? Các em hiểu không nào? Thầy lại lấy một tờ giấy khác để thầy giảng giống như nháp của thầy đấy em. Rồi. Như vậy thì bây giờ ta có cái số mol của NO nó sẽ bằng là gì? Ở 0,2 nhân cho 1,26 chúng ta chia ở đây cho 6,3 sẽ bằng cái kiểu vậy nha. Làm á. 0.2 nhân cho 1.26 bằng chia cho 6.3 bằng 0,04 em chẳng luôn hả? Số mol thông thường thì em tính là nó chẳng như này, nó đẹp gì đâu. Đẹp như tờ rinh luôn. Chứ mà tính ra mà số thập phân dài ngoằng ra là thôi á. Khó mà tính ra mà cứ bấm phương trình này nọ mà nó không ra chẳng như này mà cứ ra số âm hay là số thập phân dài có chu kỳ rồi nó là chắc chắn là sai. Sau khi mà chúng ta tính được cái số mol 0,04 rồi thì chúng ta suy ra V. Từ từ, ở đây người ta cho nọ. Đúng rồi, cho V. Suy ra V của NO tính điều kiện tiêu chuẩn mà ha. Sẽ bằng gì em? N nhân cho 22,4 sẽ bằng 0,04 nhân cho 22,4 thì V của NO sẽ bằng 0,896 lít kem. Vậy ở đây người ta nảy ký hiệu là cái chữ V nhỏ này. V này sẽ không bằng 0,896 lít. Đó điều kiện chuẩn ha. Ôi da. Như vậy chỗ đây thì đánh dấu sao đây. Đây, đầu từ cái đoạn sau này. Tính V nè các em. Bài này khá hay ha. Mới câu 1 á, 2 3 phút á. Chắc là clip này thầy chỉ dạy câu 4 á. Đó các em thấy chưa? Được chưa nào? Rồi, chúng ta đi sang câu số 2 nha. Câu số 2 chúng ta là gì đây? Đâu rồi nhỉ? Xác định mỗi kim loại trong Y biết số mol của B thì bằng 2 lần số mol của A. MB là bằng 1,125 MA. Rồi. Đây, sử dụng một cái tờ này nha các em nha. Như vậy thì ở đây câu số 2 á, anh em xác định mỗi kim loại A và B, nghĩa là chúng ta tính MA là bằng bao nhiêu, MB là bằng bao nhiêu để chúng ta xác định được. Trong khi đó người ta lại cho biết là cái số mol của B ấy, thì bằng 2 lần số mol của A. M của B là bằng 1,125 M của A. Được chưa nào? Thì hồi nãy giờ chúng ta làm ở trên đây thì nó đã có hết rồi các em. Đó nào. Như vậy thì ở đây á chúng ta có là theo cái phản ứng 1,2 ta ghi hình thành này. Theo cái phản ứng 1 và 2 ta có phải là gì?
Hồi nãy chúng ta có tổng cái số mol đâu rồi? Để thầy tìm nữa đây. Chúng ta có x cộng 3 phần 2 y là bằng 0,3, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ cũng gọi x là số mol của A, thì đây là x, đây y của B là theo y, nghĩa là theo hydro anh em. Như vậy x cộng 3 phần 2 y là bằng 0,3 là một cái. Đây, ta có x cộng 3 phần 2 y là bằng 0,3. Với lại ở đây gì y là bằng 2x. Đấy, số mol của B bằng 2 lần số mol của A này, tại vì chúng ta đã gọi rồi. Có hiểu không? Tiếp cái gì nữa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là m lớn của A thì là m lớn của B thì bằng 1,125 m lớn của A. Mà tổng khối lượng đây. Tổng khối lượng của ảnh ở trong đây á là bằng 6,3. Như vậy thầy sẽ có là gì? Các em, m lớn của A nhân x cộng cho m lớn của B nhân y thì ra bằng là 6,3, phải không? Như vậy chúng ta có là m lớn của A nhân ở đây cho x cộng m lớn của B nhân cho y thì sẽ bằng ở đây là 6,3 theo tổng khối lượng của nó. Chúng ta giải cái này ra nha. Giải cái này. Chỗ nào có y chúng ta thế bằng 2x. Như vậy x cộng 3 phần 2 y, bây giờ thầy ghi y nữa mà thầy ghi bằng 2x 0,3 y bằng 2x ở đây. M lớn của B bằng 1,25 m lớn 1,25 ở đây. Ghi cái này lại mỏi nha. Rồi, tại vì chúng ta giải tương đương rồi, chấp nhận mỏi thôi. Ở đây 2 vì 2 hết, như vậy chứng tỏ là 1x cộng 3x, 1x cộng 3x là 4x. Chúng ta lấy không là x sẽ bằng là 0,3. Chúng ta chia cho 4. Có đúng không? Các em. Đây này, thầy tính nhẩm cho mà công ghi quá các em. Đây 1 này. 3 phần 2 nhân 2 thì 2 vì 2 đi hết rồi, nghĩa là ở ngay chỗ đây là còn 3x. Như vậy 1x cộng 3x thì bằng 4x, bằng 0,3, như vậy x sẽ bằng 0,3. Chia 4 sẽ bằng là 0,075. Được không? Rồi, như vậy thì sau khi tính ông người nháp thì chúng ta có, chúng ta giải cái này cho ghi cái này miết rất là mỏi em. Thì x ở đây sẽ bằng là 0,15 này mol này. Y sẽ bằng 0,1 mol này. Bây giờ có x có y rồi, chúng ta thế vào chỗ đây nhá. Ta thế vô chỗ đây luôn với kết hợp cái này. Như vậy chúng ta có MA nhân x đây 0,15 này. Còn MB chúng ta thế bằng là 1,125 MA này. Nhân này cho y nghĩa là 0,1 sẽ bằng 6,3. Chúng ta tương đương ở đây là kem lấy MA nhân 0,15. Đây nhân 0,1 nghĩa là bằng 1.125 nhân 0.1 thì sẽ bằng là 0,1125 MA bằng 6,3. Ta tương đương tiếp, như vậy thì ta có lấy cái anh này cộng cho 0.15 sẽ bằng là 0,2625 MA sẽ bằng 6,3. Nên ta suy ra MA sẽ bằng 6,3 chia cho 0,2625. Bằng 24 em. Thì đây chính là magie này. Đó. Sau khi có MA thầy suy ra được MB. MB là bằng 1,125 MA thì nhân đây cho 24. Đây 27 nha. Đây chính là nhân. Nha. Sau đó các em kết luận vậy. Kim loại A là magie có hóa trị 2 đúng không nào? Kim loại B là nhôm
hóa trị 3. Ok, ta nhìn lại cái câu số 2. Rồi, ok. Rồi, chúng ta đi sang câu số 3 nhé. Câu số 3. Người ta yêu cầu gì đây? Tính thể tích dung dịch NaOH 1,5m để tác dụng với dung dịch T tạo ra lượng chất kết tủ ít nhất. Như vậy thầy sẽ... Đây nghe, nhìn trên phương trình này. Tóm tắt cái dung dịch T của chúng ta đây chính là hai muối nitrat. Chúng ta tích tích tác dụng với NaOH. Như vậy anh đây hồi nãy chúng ta tính ra được đây chính là magie này. Anh đây chính là nhôm này. Chứng tỏ ở đây là nhôm này. Anh đây magie này. Thôi nào. Mà ở đây á, người ta yêu cầu các em là tạo ra lượng kết tủa ít nhất. Ít nhất thì chứng tỏ là gì? Đâu rồi? Đây, cái lượng kết tủa ít nhất thì chứng tỏ là gì nào? Để có kết tủa ít nhất thì cái anh nhôm B này, NaOH tất cả 3 lần phải, nó phải tan gì? Phải tan hết. Chứng tỏ anh này phải dư này. Cái anh này phải tan hết trong NaOH dư. Thì khi đó các em mới thu được cái lượng kết tủa là ít nhất. Các em hiểu không? Nghĩa là cái anh nhôm này nó lại tác dụng với anh NaOH tất cả 2 lần nữa để tạo thành NaAlO2 tất cả 2 lần, NaAlO2 cộng với nước nha. Thì khi đó các em sẽ thu được lượng kết tủa là ít nhất đó. Nghĩa là anh này phải tan này. Em hiểu không? Và bây giờ thầy sẽ làm ở trong cái tờ giấy khác. Đây, thầy sẽ viết cái phương trình phản ứng ra. Rồi, câu số 3 đó chính là Mg. Sau khi giải, chúng ta tìm được kim loại, chúng ta thết kim loại luôn. Cộng NaOH tạo thành MgOH tất cả 2 lần. Cộng gì đây các em? Cộng Na NO3 ta cộng bằng D2 và D2 ha. Nhôm đúng chưa nào? Như vậy chứng tỏ đây là 3. Đây cũng là 3. Đó. Thì ở đây chúng ta lập luận thành câu là để có kết tủa ít nhất thì cái anh nào tan, cái anh này phải tan này. Anh này kết tủa nó nhấn một tên xuống này. Thì cái anh nhôm hydroxit này phải tan hết trong cái NaOH dư này. Ha? Thì phải tan hết trong NaOH dư đó. Như vậy thì chúng ta có NaOH tất cả 3 lần, ta cộng NaOH tạo thành NaAlO2 natri aluminat anh em ha, cộng với nước đó, ta cân bằng đây là 2 lần rồi. Được chưa? Đủ chưa nào? Đó, như vậy thì bây giờ người ta yêu cầu mục đích chính tính của cái bài đây đó chính là tính thể tích của cái dung dịch NaOH 1,5m. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính là tính V của NaOH là bằng bao nhiêu đó. Người ta cho CM này là bằng 1,5m. Như vậy chúng ta chắc chắn phải tính đi tính cái số mol, cái số mol của NaOH các em. Như vậy các em ký hiệu thầy cái phương trình này là 7 này, 8 này, và đây chính là 9. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có nè. Từ từ chúng ta chỉ cái tờ giấy hồi nãy nè. Đây. Ta chỉ theo cái hệ thống này nè. Cái này x. Rồi rồi. Đây các em. Đây x. Nhìn nè, cái này x thì chứng tỏ đây x nè. Này y chứng tỏ này y.
Cứ đúng chưa nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta ráp vô chỗ đây để chúng ta có sự logic này. Cái này x thì cái này y. À, thì chứng tỏ cái này là gì? 2x này, cái này là 3y này. Cứ đúng không em? Đó, như vậy cái này y thì chứng tỏ cái anh này cũng là y. Chứ gì nữa? Cái anh này y thì anh này cũng là y, thì anh này cũng là y. Phải không? Các em hiểu không? Như vậy thì ở đây cái số mol của NaOH, cái số mol của NaOH nó sẽ bằng là gì? 2x cộng 3y với cộng thêm 1y đây nữa. Có đúng chưa? Đó. Đó, các em hiểu chưa nào? Nhưng mà cái em quên mất một điều rằng á, cái anh này hồi nãy anh lấy cái lượng ở trên là tỷ lệ, anh này là chỉ có 1,26 gram thôi. Còn cái x này là theo là 6,3 gram. Như vậy chúng ta phải nhân với cái tỷ lệ là lấy 1,26 chia cho 6,3 nữa. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta theo cái phương trình phản ứng 7 này, 8 này, 9 này, ta có cái số mol của NaOH sẽ bằng này, 2x này, các em thấy nào, 2x cộng 3y cộng với y nữa này, cộng với y này. Chúng ta nhân ở đây cái tỷ lệ, tại vì ở đây hồi nãy giờ chúng ta lấy theo cái tỷ lệ là 1,26 chúng ta chia cho bao nhiêu? 6,3. Như vậy số mol của NaOH sẽ bằng 2, hồi nãy x chúng ta tính ra được đó chính là 0,15. 3y, 3y cộng 1y là 4y, 4y mà y chúng ta là 0,1. Ở đây chúng ta nhân cho gì? Cái tỷ lệ này chúng ta chia ra 1.26 chia cho 6.3 thì nha, là bằng 0,2. Ta nhân ở đây cho 0,2. Như vậy thì do ở đây cái khối lượng nó lấy không có gọi là gì em, nó không không có đồng nhất nên bắt buộc chúng ta phải nhân theo cái tỷ lệ lên cho nó đúng ha. Ta có 2 này nhân cho 0.15 này cộng 4 này nhân cho 0.1 này bằng 0,7 nhân 0,2 bằng 0,14 mol các em. Đó nào. Như vậy thì sau khi có rồi thì ở đây người ta cho CM thì bằng 1,5 m. Chúng ta suy ra cái V của NaOH sẽ là bằng như em, N thì bằng CM nhân V, như vậy V thì bằng N chia cho CM. Như vậy thì đây sẽ bằng 0,14 chia 1,5 chia đây cho 0 chấm ấy chia cho 1,5 nhé, bằng 0,933 rồi đó. Như vậy nó bằng là ở đây là 0,093 đó nè, dit đó, ta kết luận vậy. V ở đây NaOH bằng 0,093 dit. Rồi bây giờ chúng ta xem lại cái đề bài nhé. Các em bài dài quá dài đó, đây tóm tắt đề bài này các em. Câu 1, câu 1 tương đối đơn giản đúng không em? Đó, tính khối lượng mỗi khang 35,1 không? Tính V, thể tích của NO em. Thấy chưa nào? Đó. Ghi chép gì đó thì em bấm dừng lại nha. Rồi, phải số. Câu số 2.
Ok, con số 3 này. Rồi, thế đây xin tạm dừng. Clip tiếp theo thầy giải em ở câu số 5 nhé. Ok, xin chào các em nhé.